Rồi cô Trần Mai mình vào giúp em phần mềm luôn nha. Em đã đưa vào hệ thống rồi. Mail Ly Nguyễn 2017 là đã có trên hệ thống phần mềm rồi nha cô. Em hỏi mail thì mình là của lớp mầm mấy á? Dạ, mail lên anh là của trường nào và của lớp nào đây cô?